kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Theo Đại khí tượng Thủy văn tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có lúc gián đoạn, trời sẽ lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Sau đây là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, tại trạm Cầu Nổi trên sông Dạm Cỏ, độ mặn đo được là 13,2 gam trên lít. Trên sông Dạm Cỏ Đông, độ mặn đo được tại trạm Bến Lức là 1 gam trên lít và trạm Xuân Khánh là 0,1 gam trên lít. Trên sông Dạm Cỏ Tây, độ mặn đo được tại trạm Tân An là 0,2 gam trên lít và 0,1 gam trên lít là độ mặn đo được tại trạm Tuyên Nhân. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4g trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 34km ở sông Dàm Cỏ, xã Tân Ân, quyện Cần Đước, xã Thuận Mỹ, quyện Châu Thành. Theo dự báo trên, ranh giới độ mặn 1g trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 67km ở sông Dàm Cỏ Đông thuộc thị trấn Bến Lức, quyện Bến Lức và hơn 51km ở sông Dàm Cỏ Tây, thuộc bến đòi Nhật Ninh, quyện Tân Trụ. Xin được chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An dự báo trong 24 giờ tới, tức đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa có xu hướng suy yếu dần. Rảnh áp thấp có trục ở khoảng 3-6 đến độ chỉ Bắc, có vị trí ít thay đổi. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Bắc Trung Bộ hoạt động ổn định sau lấn tay trở lại. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Thưa quý vị, tại miền Đông Nam Bộ. Mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ dài nơi, trời xa lạnh về đêm và sáng sớm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, có nơi dưới 19 độ, và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, thưa quý vị, khu vực này mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ dài nơi, trời xe lạnh về đêm và sáng sớm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bản tin dự báo thời tiết tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.